Bấy giờ xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn sau khi Phật diệt độ thời kỳ sau của 500 năm sau ở phương Đông Bắc, có lưu bố rộng rãi bát nhã ba la mật đa sâu xa chăng? Phật dạy, này xá lợi tử, đúng vậy, đúng vậy, sau khi ta diệt độ vào thời kỳ sau cùng của 500 năm sau, ở phương Đông Bắc sẽ lưu hành rộng rãi bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này xá lợi tử, sau khi ta diệt độ vào thời kỳ sau cùng của 500 năm sau, ở phương Đông Bắc, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu thường nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa này, phát sanh sự tin hiểu sâu xa, sao chép thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy rộng nói, thì nên biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy từ lâu đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, từ lâu đã tu hạnh đại Bồ Tát, cúng dường nhiều Đức Phật phụng sự nhiều thiện hữu, căn lành gieo trồng đều đã thành thục. Do phước lực ấy, được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phát sanh sự tin hiểu sâu xa, lại thường sao chép thọ trì, đọc tụng tu tập, tư duy vì người rộng nói. Khi ấy, xá lợi tử lại bạch Phật, bạch Thế Tôn sau khi Phật diệt độ vào thời kỳ sau cùng của 500 năm sau, ở phương Đông Bắc, sẽ có bao nhiêu thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa được nghe và phát sinh sự tin hiểu sâu xa bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế và lại thường sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người rộng nói Phật dạy, này xá lợi tử, sau khi ta diệt độ rồi, thời kỳ sau cùng của 500 năm sau ở phương Đông Bắc, tuy có vô lượng thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, nhưng ít người được nghe và phát sanh sự tin hiểu bát nhã ba la mật đa sâu xa, mà tâm họ chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, cũng không âu lo và thường sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người rộng nói. Này xá lợi tử, thiện nam tử thiện nữ nhân ấy nghe bát nhã ba la mật đa này, tâm họ chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi, cũng không lo âu. Phát sanh tin hiểu sâu xa, sao chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy rộng nói rất là hy hữu. Vì sao? Này xá lợi tử, vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đã từng thân cận, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen vô lượng như lai like, ứng tránh đẳng giác và các chúng đại Bồ Tát thưa hỏi ý nghĩa tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế? xá lợi tử thiện nam tử thiện nữ nhân ấy chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn bố thí ba la mật đa chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa này xá lợi tử thiện nam tử thiện nữ nhân ấy chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn pháp không nội chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh này xá lợi tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn chân như, chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ này xá lợi tử thiện nam tử thiện nữ nhân ấy chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn thánh đế khổ chẳng bao lâu nhất định sẽ viên mãn thánh đế tập diệt đạo